Kính thưa quý vị, kính thưa quý nhà lạc theo dõi kênh YouTube Tiến Sản Đồng Vàng. Và hôm nay chúng ta có mặt tại thuyền Đức Cơ của tỉnh Gia Lai để tiếp tục kiểm tra căn nhà yến này sau thời gian tôi làm lại. Vì hôm nay chúng tôi hoạt động trên địa bàn của tỉnh Tây Nguyên. Và để đánh giá một căn nhà yến thì phải có thời gian để chúng ta đánh giá lại. Và bây giờ chúng ta phải vào trong nhà để kiểm tra lại cái kết quả hoạt động của căn nhà yến này ra làm sao. Rồi, đổ cho em cái đèn phát em vào kiểm tra xem sao. Đây phòng máy thôi. Lấy cái đèn đổi đầu em làm cái gì. Đây là mấy tháng rồi mấy mình nhỉ? Được 4 tháng rồi đó. Cái thằng tôi thở rồi. Sau một thời gian chúng tôi hoạt động ở các địa phương khác thì chúng tôi bây giờ chúng tôi này để kiểm tra máy. Đây có dùng niêm, đây dùng niêm ai? Đây cái tờ vẫn chạy đại cái một cái gì? Em dính một cái đấy nhỉ? Em dính một cái gì? Vào đi vào xem này tình hình sao? Đấy, các bạn. Và đây, đây là trường đảo chị vua, cái mùi nó lắc lụa lên nhỉ? Bác Luân cắt cho em cái chân này ra này. Dạ. Cái chân này ra để cho nó thoáng khí vào mùa mưa này. Vâng, vâng. Cắt cái chân này ra nhé. Vâng. Rồi đây. Úi giời. Rồi, đây mở hết ống cho em luôn nhé. Tắt âm ly cho em một cái. Khi tương đối là nhiều thì chữ quý vị là tốt đấy nha. Đây tổ ở đây này. Nhà này ẩm vẫn hơi cao. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chủ nhà đây là tổ này, tổ cực trắng đẹp luôn các quý vị này. Và khi mà tắt âm đi thì quý vị thấy rồi, đây tổ đây. Nhà này quý vị cũng có thể là tham khảo trên YouTube Yến Sào Đồng Vàng, chúng tôi đã quay bóc thì cơ chúng tôi sửa. Và là quý vị thấy phim này, đấy, nó rất tuyệt vời. Mà ẩm thì hơi cao một chút xíu do tôi đã mở chủ nhà là khá ẩm nhưng mà vẫn chưa sạch. Những ống này là phải mở ra. Mở tương đối là nhiều ống nhé, phải mở hết ra chứ không để này đâu, chưa kỹ thuật vận hành chưa siêu đẳng, phải siêu đẳng mới được nhé. Tổ đây cái gì này, tổ đây, đây là tổ đây này, đấy tổ này, tổ này, tổ rất to và rất đẹp luôn. Và đây là ống 114 này, tôi nói ông luôn là 114 mà. Luôn ơi, bây giờ em chỉ cho bác sẵn nhá, cách sẵn mùa mưa này. Bác mua ống này bác lối dài ra, bác bỏ hết tất cả các ống này ra cho em. Vâng. Nhá. Vâng. Ẩm ăn cao lắm, nhà ăn lạnh mà. Vâng, vâng. Nhá. Vâng. Làm đi, ngay vào liền dùm em cái nhá. Vâng. Đây là, thứ nhất là bác có cái hùng như thế này. Những cái ống kia là mở, làm cái ống dài như này thôi. Mở hết, bung hết cho em luôn. Vâng. Nhá. Trong trường hợp mình mở hết là nó sáng đấy. Đưa cái cò cho em. Dạ. Được chưa? Dạ, dạ. Nhá. Dạ. Ví dụ như là mở ra này mà vẫn cảm em cháu nó còn sáng nhiều á. Cho em cái cò áp vào đây. Để cho nó hẳn tối lại, để cho nó được khí nhiều, nó tổ nhiều quá gì đấy. Vâng. À, tổ to và đẹp nhé, à, trắng tinh này, thấy không? Nhiều lắm. À, đấy, nhiều lắm, đúng không? Đấy, thế này vui vẻ là gì đây? Đã. Vâng. Đấy, đây thôi. Đây, tuyệt vời rồi, nhé. Đấy. Hơi lạnh nhá. Đấy, do là mổ là mùa mưa xả ẩm ra, tụ xả này, tổ này. Hai tổ to bự này. Đấy. Quẹt này. Tổ này. Có lên thần trên quay về bài video cho khán giả. Và đây là tôi đánh giá lại cái kết quả sau khi chúng tôi làm việc cách đây 4 tháng. Và chúng tôi có dịp quay lại cái nhà yến này. Tổ mới nhiều lắm anh Luân ơi. Đây, tổ này, tổ này. À, quẹt này, đấy, tổ này, tổ đang ấp này. À, tổ đây. Tôi quay lại chi tiết một chút xíu tổ này. Tổ đây. Tổ đây. Tổ đây, tổ góc này đây, tổ đây, tổ này, tổ này, tổ đây, tổ đây, tổ ngay trên đầu tôi đây, đấy, dọc chỗ này là có tổ hết đây, đấy, tôi đi vào trong đây chút xíu, tổ đây, đấy, tổ đây, tổ đây, tổ đây, hai tổ miền đây, tổ đây, đấy, quẹt đây, tổ đây, tổ đây, đấy, tổ này, đấy.
quẹt này đấy, tổ đấy, tổ này vừa to vừa đẹp này, đấy tổ này, tổ đây, tổ đây, tổ đây, tổ này, đấy, chưa hết đâu, còn nhiều lắm quý vị, tổ đây, tổ đây, tổ đây, tổ đây, tổ này, tổ này, quẹt đấy. Tổ đây, tổ đây, tổ lọc này đây, tổ đây, rất là nhiều tổ quý vị, tổ này, nhiều lắm, tổ này, tổ đây, tổ đây, tổ này, tổ đây, tổ đây, tổ này, tổ đây, tổ đây, tổ này, úi giời nhiều lắm quý vị mà, tuyệt vời luôn, đấy. Nhưng mà vẫn chưa đạt, vẫn còn là ẩm rất là cao, nên là do là bác chủ nhà là chưa có điều khí điều ẩm tốt, nên là sàn dưới này nó vẫn còn ẩm rất là cao và hơi lạnh chút xíu. Và lên tầng trên thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái tầng trên. Tầng trên tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so tầng dưới của tầng trên này. Chú cầm đây cho anh để anh chèm lên thiếu chạm cái màn hình. Ui giời ơi, ngày dược không muốn thì chịu méo này, cứ lên lên trên đưa đây cho ông Luân, ông cầm bên này, rồi ông Luân cầm cho tôi phát. Đấy. Trên thì nó sẽ ngon lành hơn dưới nhiều, dưới trên thì nó ẩm nó thấp, nó sẽ ít hơn là chim con sẽ ở nhiều hơn. Một tiến này kèo giỏi lắm. Vào đây, tầng trên này thì chim con cực kỳ nhiều nhé. Tầng trên thì thường thường là chim con sẽ là nơi trung chuyển chim con và tầng dưới là ẩm cao hơn, đó là nơi mà nó làm tổ nhé. Đây là phần này. Đấy, ui, nó mùi này. Tầng trên ấm áp hơn các con nhé. Chim con nhiều hơn, mùi nồng nặc hơn rất nhiều. Phần trắng rất là nhiều, để bác thấy không? Bác hiểu ý được không? Đây, phần trắng này. Đấy. Cứ luống một này. Đấy. Vâng, đây. Tổ này. Tổ này, đấy, chim này, đấy, lấy tương đối là tương đối nhiều đấy, tổ này, đấy, tổ trắng nghi cước này này nó mới đạt tiêu chuẩn xuất khẩu này, đấy, cho tặng biếu gì nó mới ăn các bạn, tổ này, trắng như cước này, thấy không, tổ này, đẹp thế, tổ này, trắng mút này, thấy không, trắng như cước luôn, đây, nó thấy quý vị thấy tôi thì có sao nói vậy. Đây tổ này thấy không, nó trắng như thế này chứ tổ yến nó như thế này mới đáng xứng đáng để ăn, xứng đáng bỏ vài chục triệu ra mua một ký mà ăn chứ, đúng không? Thế bác tiến đến là chim nó không muốn bay cả, nó đang chào không bay luôn đây. Vâng, đấy. Đấy ông chủ là cũng là Hải Dương đây, đấy Hải Dương. Và tổ này tôi đến tổ cho quý vị đây. Đây tổ này, ở đây nhà bác này có ở cái thung lũng nha. Nó có nhiều tổ nhiều chim tổ này, tổ đây, bác Luân nhá, bác Luân đây, dạ, nối dài ống và xả ống cho em nhé, vâng, dạ, nối dài ống xả ống hết ống cho em luôn, xong mùa sang mùa nắng thì mở mật ống đóng ống nhé, và điều kiện là ống phải dài ra, nếu trong trường hợp mà mùa mà nó nắng nhiều bác làm cho nó co ở dưới nhé. Nối dài ống ra, nối dài như thế này nhé, và nối dài như thế này vẫn cảm thấy nó sáng thì làm đưa cho em cái co dưới này úp lên để cho nó hãm sáng lại nhé, được chưa? Thế là nhà yến này là nó ok, tổ trắng như cước này, thấy không, lấy rồi lại làm lại ngay. À, cái gian này nó trung chuyển chim con tốt đấy bác ạ. Vâng, tổ này, tổ này, tổ toàn to, tổ to nhỉ. Đây đang đầy đầy đấy bác ạ. Vâng. Đấy, rất là ok. Làm cái ống dài dài này cho em nhé. Vâng. Rồi, mở hết ra, mở bung hết cho em đây. Bung hết 100% ống cho em luôn. Vâng. Nhá, tại vì chỗ này bác cái thung lũng nó khi ẩm nó hơi cao. Bác xả cho em đi xong đầu mùa mưa bác để mặt ống đóng mặt ống. Dạ. Dài cho em là ok. Không vấn đề hết. Nhà này thì làm được 4 tháng cho bác rồi thì hôm nay cũng có cái dịp để quay lại cho quý vị khán giả để coi thôi. Đấy, nhưng mà thực sự làm nhà yến thì nó như con mọt.
quý vị cũng phải đừng có ngại ngần mà không điện thoại bắt máy kìa, điện thoại cho tôi được hướng dẫn vận hành nhé. Đấy, đừng phải ngại cái gì cả, vì tôi cũng làm cố gắng làm những cái gì tốt nhất cho anh em trong đội Yến thôi, nhưng không có cái gì cả. Và hôm nay chúng tôi đã kết thúc tại tỉnh Gia Lai, sang năm ngày mai chúng tôi sẽ đi về tỉnh Đắk Lắk nha thưa quý vị. Và trước cũng ngày mai là Ia Súp và các cái địa phương khác nữa đang chờ tôi để đến giải cứu nhà Yến. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và cũng hy vọng là cũng kết nối được với các bác để các bác có kiến thức vận hành nhà Yến sao cho thật tốt để có ngành Yến Việt Nam nó phát triển. Lần sau mà cố gắng là em làm một cái tổ Yến mà nó trắng tinh như thế này nha. Đấy, làm cái tổ Yến mà nó trắng tinh để mà được sử dụng cho nó sướng đúng không? Đấy, cái tổ Yến nó trắng tinh này đúng không bác? Đấy, ui giời, thấy sáng trưng rồi. Đấy, trắng tinh như ánh điện này. Đấy, ui giời. Đấy, tổ Yến nó phải như thế này này. Đúng không bác? Có thấy chất lượng không? Đấy, tổ Yến nó bác thấy có thấy nông không? Không thấy tí nông nào nhỉ bác nhỉ? Có, trong đấy nó có cái trứng, ở trong đó hai quả trứng trong đó nó quay nó sẵn. Và thấy hình bóng hai quả trứng trong đó không? Bác không né đèn ra một cái này anh em sẽ nhìn thấy quả trứng được. Đấy, hai quả trứng mà em nhìn thấy rồi. Đấy, đấy nào, hai quả trứng nhà theo. Đấy, theo. Nó xương suốt như thế cơ mà. Đấy. Tổ này xuất khẩu tốt đấy bác nhỉ. Ui, này, riêng là Yến Sào Rồng Vàng sử dụng công nghệ vi sinh là kiểu gì thì kiểu xuất khẩu được hết. Không có gì năn tăn gì hết. Đấy, như thế này là đảm bảo chất lượng xuất khẩu ra. Đấy là tôi cũng quay lại cho quý vị coi, đây là thực tế luôn. Đây là bác chủ nhà chào khán giả. Vâng, em chào các bác nhá. một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị bằng video clip lần sau. Xin hãy chào tạm biệt quý vị.